Bị nọng sườn điếp, trăng hốc bươn hùa bì, ngày nàn tăng bay trăng tỉnh Lạng Sơn, tăng tình chất lịp làm phấn bác bị sáu xảy lì. Ký khá tàng cải ngày nàn tăng tứ bác phấn bác tỏ khấn. Nhất là tàng luồng cải ếch, tăng song bác bác lịp phấn bác vụ, tăng song bác phấn bác cần thay, tăng chất bác phấn bác cần ngày sương. Phấn lai ký vụ ngày nàn nấy xảy la ký ô tô. Vì bận, trang bườn pét ngắm nấy, công an tỉnh Lạng Sơn đã khai ban kiểm soát xe ô tô thư khách, xe ô tô thư của cái bằng container, xe giảm nàn tàng vây, tối xấu ký thình xe nấy. Hất theo chỉ đạo của hốc bộ công an, cục cảnh sát giao thông, từ hứa phản so ất vườn pét, thân phản thiếp hạ vườn tiếp vì thang xiên nhị thiếp xam, công an tỉnh Lạng Sơn khai ban kiểm soát xe ô tô thư khách, xe ô tô thư của cái bằng container. Trang này, lồng thêm phạt khân cần bay xe, mì cồn trang cần, dùng chất ma túy, bay xe khoái, thống thập khách mỹ chúng tỷ quy định, thư quá phấn cần quy định. Theo này kế hoạch giai đoạn tài ất đầy hất tứ phần, so ất vườn pét, thân phần tiếp thí vườn pét. Cảnh sát giao thông tàng tỉnh đã lồng thêm tính thành tuyên truyền, mở ký quy định của luật tàng bay, thân ký chầu doanh nghiệp, khi lái xe thư khách rú tỷ vuông, giai đoạn tài nhì, tài hất tứ phần thiếp hạ vườn pét, thân phần thiếp hạ vườn tiếp. Cảnh sát giao thông tàng tỉnh, xảy căn bay tuần tra kiểm soát, phạt khân ký cần, ký xe hất xá. Ban tính làng kiểm soát tài nảy mỹ tàn chắc đẩy ký thình xe thư cần thư của cái qua tỷ phương vận sư lai. Nhằng sáng ca tổng thi tàng làn lập thì ký cần hát xá, nhất là ký xe thư cần có phấn ngòi trướng ọn yên tàng pê tèo mỹ xe ngài nản nắc. Xuống tỉnh Lạng Sơn miền hai xe pê tèo, tan xuống tàng hương ất A, la kha tàng cải cần xíu, mửa thư cần thư của cái, mỹ xe pê tèo 2, văn hàng ăn vằn, mì quảng kiếp xiên chất khác xe cây kèo, mai quảng hốc xiên xe, vì sáu thì phóng hầy. Mòn hầy đã hất phát tinh việc hất xá, mưa ỏn yên tảng bay, hất óc lai vụ nàn tảng bay, trang thị thả khóa. Vì bận việc hất theo kế hoạch, khai ban kiểm soát xe ô tô thư khách, xe ô tô thư của cái bằng container, la chăn tải cần diếu. Quán này bao đầy hử ký lái xe, hất theo đây ký quy định của pháp luật, vừa bay xe quá tỉnh. Lâu lái xe tứ bằng bắc khẩu tạm bằng nam, xương khi đẩy cảnh sát giao thông kháng cả hát đây theo luật, hát tăng chỉ hẹn cầm mỹ hát xá luật vừa bay tàng, mỹ tàn bao ổn yên hử lâu, nhang ổn yên hử mọi cần. Tứ vừa hất theo giai đoạn tài nghị thân hải, cảnh sát giao thông tàng tỉnh Lạng Sơn đã thay đẩy tỉnh Hà Bắc ban tuần tra kiểm soát, đã kiểm soát đẩy sở xiên Hà Bắc xe, thử khách, thư của cái bằng container. Quán này đã hất biên bản phạt, sở trong Bắc xe hất xá. Phấn lai la hất xá mở cần bây xe khoái, bây xe mỹ chúng phấn tàng, thê của cái rú tỷ cần nặng, đửa xe mỹ chúng tỷ quy định. Bóng lâu ngờ trưởng trang ban nảy sẽ kiểm soát lập thì đây đén sáng cả khi cần hát bắn chúng lập thì tròi tèo bao ọn yên của bay tàng gì bao đây hử ký xe thư cần bay tèo. Việc hết theo kế hoạch này hử hăn ký lồng thêm hết viết tim của ngành chức năng theo lập thì tàng hàn xử lý ký việc hết xá và phấn giảm ngày hàn tàng bay liên quan thân xe ô tô thư khách, xe ô tô thư của cái bằng container. Quán này đường trung làm hỷ hết đây theo pháp luật tảng bay thử chầu xe lái xe và phấn giảm ngàn tảng bay xuống Lạng Sơn trang thị tới hạ.